cũng lâu rồi mình mới đi chơi với bạn bè. Thì có lúc mình sẽ đi chơi với anh nha. Cũng là một người mà mọi người rất là thân thiện. Và mình thành có quay video với bạn đó rồi. Cùng đi với mình nha. Tiền cái đen. Mày cuối cùng đó. Mày Hà Lan đá banh giỏi lắm hả? Giỏi lắm Việt Nam. Lại
rớt dép luôn.最美的情侣。